Em giới thiệu các bác con máy lọc khí Daikin, dòng Daikin hộp, cái mẫu mã mà gần như là mới nhất của Daikin các bác nhé. Một trong những cái mẫu mã mà thiết kế rất là đẹp. Còn Daikin hộp, con này thì báo giá luôn em bán là 3,8 triệu bảo hành 1 năm, màu trắng, mã số 1. Đã đầu biến áp điện 220V. Đây là hai số điện thoại giao dịch bên em, hai kênh YouTube. Các bác xem thì các bác ấn đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Hình thức thì bên ngoài khá là đẹp rồi các bác. Vỏ còn sáng đẹp. Trên mặt này thì các bác thấy cái bảng điều khiển giao diện này của nó thì nó cũng gần giống như là cái bọn Daikin mặt nguyệt hoặc là đồng hồ vuông. Đấy, đây là chế độ bù ẩm này. Đây là tốc độ lọc khí. Đấy, eco hẹn giờ kìa. Đây, chế độ lọc một chạm. Đấy, eco tăng giảm ánh sáng đẹp. Phần trăm độ ẩm. Báo bụi, báo mùi, bụi mịn 2.5 PM. Đấy, cái tác dụng của máy lọc không khí Nhật thì nó rất phát huy rất tốt vào những cái ngày khô hanh của Việt Nam, đặc biệt là mùa thu của miền Bắc. Đấy, rất là khô, thì các bác cho nước vào bình này đấy nhé, các bác tăng bùa, tăng cái độ ẩm lên để làm cái không khí của mình nó ẩm, nó tránh hiện tượng là không khí nó khô thì nó gây ra các bệnh về đường hô hấp rất là nhiều. Màng của con này còn rất là đẹp. Chiếc này thì mình dùng cho phòng tối đa vào khoảng 55m² đổ lại. Đây. Phòng ngủ, phòng khách đều ok hết các nhé. Đây. Phiên bản này là phiên bản nâng cấp của cái dòng Daikin mặt nguyệt. Cho nên là vẫn còn cái hai cột lọc tĩnh điện hai bên. Hai lọc tĩnh điện hai bên, thanh timer khử khuẩn. Ở con này thì em để cái màng HEPA-ZIN còn rất là đẹp này các bác này. Để còn bác nào mà không thích HEPA-ZIN này thì em thay màng HEPA mới nhé. Giá vẫn vậy các bác. Đấy. Than hoạt tính bên trong cũng ZIN, màng HEPA-ZIN. Đấy. Các bác lưu ý nhé, là các bác mua, nếu các bác mà xem clip thì mình xem chi tiết. Nếu thích màng mới thì em đổi màng mới, còn nếu thích màng này thì em để nguyên. Giá vẫn bán là 3,8 triệu bình thường. Thì tùy sở thích từng người, có người thích màng mới, có người thích màng ZIN. Theo máy thì là tùy các bác thôi. Đây, con này thì sản xuất năm 2017. MCK70TW CD máy 1848 75W. Các bác chọn nào chốt chiếc này alo em nhé. Bảo hành 1 năm, giá 3,8 triệu. Mà chuyển khoản hết thì em bao ship toàn quốc, còn phí vận chuyển đi toàn quốc là 100.000. Hình thức mua bán có đặt cọc trước 500. Cảm ơn các bác.